Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Nói thẳng, không khởi tố để điều tra là dung dưỡng tội ác. Kính thưa quý vị, chưa phát ngôn là nhằm kiểm chứng thông tin dồn dập trong ngày, hay bởi vì đằng sau câu chuyện lập chốt đầu độc môi trường ở Bình Dương là những mối dây nhợ loằng ngoằng khác. Một vụ chôn lấp chất thải không qua xử lý được cơ quan chức năng nhận định là lớn chưa từng thấy tại tỉnh Bình Dương vừa bị phát hiện. Theo đó, bãi chôn lấp gần 30.000 m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường Trà Vinh này gồm thượng vàng hạ cám giác. Từ xỉ than, cho bay, bã cà phê, bao bì đến thủy tinh, vỏ thùng phi đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu. Vì quá nhiều, chúng đã tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh và nguồn suối này chảy ra sông Bé. Nói về vụ việc, Đại tá Lê Văn Tuân, trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho hay, những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy ở tỉnh Trà Vinh để xử lý. Nhưng các đối tượng đã trở về khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương rồi chôn lấp trái phép. Chưa thể lường hết được hệ lụy từ lượng lớn chất thải công nghiệp đã chôn xuống nơi đây, vị đại tá cho biết. Vâng, những hệ lụy từ các loại hóa chất theo nước ngấm vào lòng đất, xuôi theo dòng sông tới những khu vực dân cư thì đúng là chưa thể tính toán được. Song, hệ lụy từ việc bãi ô nhiễm lớn gấp mấy lần một công viên tầm trung này ngang nhiên tồn tại thì đã rõ. Chúng tôi tạm đặt tên hệ lụy ấy bằng hai chữ: thất vọng. Thất vọng về doanh nghiệp. Trên website của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường Trà Vinh, phần giới thiệu về sứ mệnh rất đáng ngưỡng mộ. Đem lại môi trường của đất và trời gắn chặt với nhau, sự cần thiết tồn tại của con người và thế giới động vật. Sự cần thiết bảo vệ của nguồn nước ngầm, biển, bề mặt không bị ô nhiễm. Giảm bớt sự nguy hại đến bệnh tật của con người và thế giới động vật, đem lại sự phồn vinh của cuộc sống con người và sự tồn tại của động vật. Ấy vậy mà những lời rõ ràng đó té ra đang che đậy cho một dãy các hành vi mờ ám gồm thu gom, vận chuyển, xây dựng căn cứ địa, đầu độc môi trường, gây hại cho con người. Dùng sứ mệnh làm vỏ bọc cho hành vi phi pháp, e rằng doanh nghiệp này đang ở tầm cao tinh vi của một dạng sứ giả thần chết. Thất vọng về địa phương. Cái vùng tập kết ô nhiễm mấy chục ngàn mét vuông đó là láng giềng đúng nghĩa với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Long. Nhưng chính quyền nơi đây không hề hay biết hoặc không có động thái gì để chứng tỏ đã biết. Chỉ đến khi Bộ Công an trực tiếp điều quân, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Sự vào cuộc của Bộ Công an thể hiện tinh thần quyết liệt chống các hành vi sai trái, dù ở cấp trung ương hay nơi ấp, xã. Tuy nhiên về mặt nào đó, điều này cho thấy cấp cơ sở đang gặp vấn đề về khả năng nắm bắt tình hình. Không rõ, những đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát địa bàn, giám sát doanh nghiệp có thấy xấu hổ khi không tự phát hiện ra chính ung nhọt trên cơ thể mình. Một thất vọng nữa, lượng rác thải khổng lồ tới độ tràn xuống suối, xảy ra sông kia, đáng lẽ ra phải được chuyển về Trà Vinh để thực hiện quy trình xử lý thì lại lén lút chọn Bình Dương làm bến đậu. Đã độc, lại còn lậu như thế, nhưng đến cuối ngày 27 tháng 8, ngoài Bộ Công an, chưa thấy cơ quan có thẩm quyền nào lên tiếng vì sự an toàn của môi trường, sức khỏe người dân, cũng như về việc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường Trà Vinh. Đó là sự chậm trễ cần thiết nhằm kiểm chứng thông tin dồn dập mà khá đủ trong ngày, hay bởi vì đằng sau câu chuyện lập chốt đầu độc đất, sông, suối là những mối dây nhợ loằng ngoằng khác. Đáp án cho những câu hỏi này có lẽ chỉ hy vọng có sau khi vụ việc được khởi tố để điều tra. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Siêu lừa vay hàng tỷ đồng bằng cách rất đơn giản. Kính thưa quý vị, hơn 100 người đã bị Phạm Duy Quyền lừa với hình thức thuê đi dự hội thảo, sau đó dùng chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân để vay tiền qua công ty tài chính. Ngày 29 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền, sinh năm 1977, quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục làm việc với những người liên quan trong vụ án. Khác với nhiều siêu lừa khác là chỉ bôn nước bọt, Phạm Duy Quyền tìm cách mở hội thảo, thậm chí chi tiền để thu hút khách dự, rồi từng bước đưa vào trong. Khoảng tháng 11 năm 2020, Phạm Duy Quyền sử dụng mạng xã hội Facebook đăng lên các nhóm chạy tiệc cưới Hà Nội, phát tờ rời Hà Nội với nội dung tuyển người ngay hội thảo credit. Ý đồ của gã trai này nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân, từ đó làm hồ sơ vay tiền qua công ty Việt Credit. Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo, ai đến dự sẽ nhận được 80.000 đồng và khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, gửi qua số điện thoại của Quyền.
Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân để mở hội thảo tại hai địa điểm, số 229 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Hà Đông và số 131 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo phải ngồi nghe từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ và trước mắt chỉ cần điểm danh bằng cách cầm chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân chụp ảnh. Quyền hướng dẫn 3 bước: chụp ảnh chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hai mặt với thẻ nhân viên của Vietcredit, chụp ảnh với nhân viên của Vietcredit, chụp ảnh cầm một thẻ ATM e-logo Vietcredit. Kết thúc hội thảo, Quyền tìm cách thu mua nhiều SIM điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân có được rồi tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng để làm hồ sơ vay tín dụng của công ty Vietcredit. Công an xác định cho đến khi hành vi phạm tội bị lộ, Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người, chủ yếu là sinh viên, để làm hồ sơ vay tín dụng của công ty Vietcredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Một vấn đề mà công an chỉ rõ là sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt hồ sơ, chấp thuận cho vay tiền của doanh nghiệp trong vụ án này. Bình quân mỗi hồ sơ vay tiền ít nhất 13 triệu đồng. Vậy nhưng chỉ một đối tượng, chỉ với thông tin căn cước và ảnh của người khác lại dễ dàng làm thủ tục vay tiền rồi chiếm đoạt. Tội phạm lừa đảo bao giờ cũng tinh vi và tinh vi nhất chính là chúng lại nắm được sơ hở của tổ chức, cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phải nóng điều bộ máy. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh cần chăm chút từng ly từng tí các khâu của mỗi dự án để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng dư luận. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với pháp luật về Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân nói, nhu cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và người dân cũng khao khát có thêm những công trình mới để phục vụ việc đi lại, khám và điều trị bệnh, học hành. Tuy vậy, khả năng giải ngân của thành phố chậm so với bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ đạt 26%, thấp hơn 5% so với bình quân cả nước. Tăng trách nhiệm cán bộ. Phóng viên, từ những nghiên cứu tổng thể kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, theo ông, đâu là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đầu tư công là sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định. Đầu tư công bị chi phối rất nhiều bởi các luật, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật đấu thầu, luật xây dựng, luật khoáng sản, luật bảo vệ môi trường và hàng loạt quy định khác, cho nên thủ tục hành chính cho đầu tư công có độ dài. Ngoài ra, đối với đầu tư công, một trong những khâu quan trọng nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ người dân. Khâu đó phải có thời gian nhất định và phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Quá trình tổ chức đấu thầu cũng cần có thời gian. Trong năm 2022, giá cả biến động rất lớn, nhất là đối với những nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công xây lắp. Điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Ngoài những nguyên nhân trên, một số ý kiến nhận định việc chậm giải ngân vốn đầu tư công còn do sự hạn chế về năng lực, thậm chí còn có tình trạng sợ trách nhiệm, né trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý. Đúng là có vấn đề đó. Vì vậy, Bộ Chính trị mới đưa ra kết luận 14 về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Cùng điều kiện như nhau, nhưng nếu chúng ta có đội ngũ cán bộ giàu tâm huyết và dồn hết thời gian, công sức, trí tuệ để thúc đẩy các dự án thì tiến độ sẽ nhanh hơn. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu rất quan trọng. Ông đã nói đầu tư công bị chi phối bởi nhiều luật, bất cập trong quy định liệu có phải tác nhân của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Có thể lấy luật đầu tư công làm ví dụ. Luật đầu tư công liên tục được rà soát, hoàn thiện. Chúng ta đã có luật đầu tư công những năm 2014, 2019 và tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện nữa. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Còn có những nguyên nhân khác như việc chuẩn bị dự án không đảm bảo đúng yêu cầu của các quy định, không đảm bảo được tính thực tiễn, dẫn tới dự án không được triển khai. Nhìn chung, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn phụ thuộc vào cán bộ, năng lực của chủ đầu tư, năng lực của nhà thầu. Làm thu đầu năm học mới, là một giáo viên tôi cũng thấy buồn lòng. Thưa quý vị thân mến, lạm thu trong các cuộc họp phụ huynh trong thời gian gần đây, cá nhân tôi vốn là một giáo viên cảm thấy rất buồn lòng. Cũng bởi lạm thu trong trường học thường được mặc định là mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên giáo viên, những người đứng giữa cũng mang rất nhiều nỗi niềm.
Trong thực tế, trừ một vài trường hợp ngoại lệ ra, thì các vấn đề lạm thu trong trường học không liên quan đến giáo viên. Cũng bởi hầu hết khoản tiền phải thu trong những cuộc họp phụ huynh đều là hoạt động thu chi dựa trên thỏa thuận tự nguyện giữa phụ huynh và nhà trường. Giáo viên chúng tôi hoàn toàn không liên quan hoặc hưởng lợi gì từ số tiền lạm thu ấy. Thế nhưng dù muốn hay không, giáo viên vẫn là trung gian đứng giữa nhà trường và phụ huynh. Cá nhân tôi đã từng có kinh nghiệm làm chủ nhiệm suốt gần 10 năm. Và đương nhiên trong khoảng thời gian ấy, các cuộc họp phụ huynh đầu năm của các lớp do bản thân chủ trì, kiểu gì cũng không tránh được việc thông báo về các khoản thu. Mà trước đó trong các cuộc họp với ban giám hiệu để triển khai kế hoạch họp phụ huynh, những giáo viên chủ nhiệm như chúng tôi luôn được nhà trường thông báo về các khoản thu này như một hiệu lệnh. Buổi họp phụ huynh tại nhà trường thay vì trao đổi về cách thức giáo dục, kỷ luật, các vấn đề liên quan đến con trẻ, thì dưới áp lực từ nhiều phía, chuyện thu tiền chiếm thời lượng không nhỏ. Và đương nhiên cả giáo viên và phụ huynh đều không có cảm giác thoải mái. Đó là chưa kể việc giáo viên nói về tiền cũng gây mất thiện cảm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo hay mối quan hệ giữa phụ huynh. Cá nhân tôi đã từng chứng kiến những cuộc tranh cãi giữa giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ và những phụ huynh không đồng ý đóng góp khi cả tập thể lớp không thống nhất các khoản thu. Phụ huynh không giữ được bình tĩnh nên đã lớn tiếng xúc phạm giáo viên, và ngược lại giáo viên cũng ít nhiều cảm thấy bị tổn thương nên đối đáp hơi nặng lời, dẫn đến mâu thuẫn. Có khi thầy cô chúng tôi phải xa giả giới thiệu, giải thích về các khoản thu mà chính bản thân chúng tôi cũng thấy mơ hồ và khó hiểu. Cũng bởi ngoài tiền lương do ngân sách nhà nước trả, giáo viên không có một khoản nào khác, dù có thu gì từ phụ huynh đi nữa. Giáo viên không ai muốn có các khoản thu vô lý trong nhà trường và cũng chẳng hào hứng phải phơi mặt trước phụ huynh để nói về tiền, có khi như phải đòi nợ vậy. Dù thế, tôi cũng đồng cảm với phụ huynh, thấu hiểu nỗi bức xúc của họ, đặc biệt trong thời kỳ làm ăn ngày càng khó khăn như hiện nay. Nhiều trường có những khoản thu vô lý mà giáo viên cũng không tài nào lý giải được. Bản thân tôi cho rằng tất cả các khoản thu chi trong nhà trường nên tuân thủ theo quy định chung của ngành, kể cả bậc tiểu học. Nếu đã thu học phí theo quy định cụ thể thì không nên thêm khoản phụ thu nào khác. Cũng bởi cấp tiểu học không đóng học phí, nhưng việc phải thu phụ phí thì nhiều vô kể. Mệt mỏi hơn là vướng trường hợp học sinh đóng tiền muộn, thiếu thì giáo viên vừa phải hối lộ phụ huynh, học sinh và còn bị cấp quản lý đánh giá là chưa hợp tác, thậm chí là kém năng lực trong các cuộc họp. Nếu chúng tôi không thu đủ, thu đúng thời gian trường quy định thì sẽ bị hiệu trưởng nhắc nhở trong cuộc họp hội đồng. Còn thu triệt để thì thú thực rất tội nghiệp cho học sinh, nhất là ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Thiết nghĩ trách nhiệm thu tiền học phí là của bộ phận kế toán tài vụ nhà trường, không phải là của giáo viên chủ nhiệm. Rất mong ban lãnh đạo các trường thực hiện đúng quy định để giáo viên chủ nhiệm giảm bớt áp lực. Đừng vì mải mê chạy theo chỉ tiêu, thành tích để làm khổ thêm giáo viên, phụ huynh và cả học sinh mỗi khi vào đầu năm học mới.